Vật mình xuống nước mình lên được không được chết mà phải đem đi đi để dỗ con nó có theo mình không. Vật mẹ con này nó khỏe thật đấy, nó mà không cho đón con thì mình ở với nó luôn. Gì đâu đây chơi nhá, mẹ đi sửa nhà nhá. Nhà mẹ con lại phá hỏng hết rồi. Con ngồi đấy chơi. Ngoan nhá. Con ơi. Con ra đây không hay con ngồi đấy? Cái nhà mà nó 5 lần 7 lượt nó phá hết. Cứ làm xong lại phá, làm xong lại phá. Không làm ăn gì được, cái này đi sửa nhà đây này con này. Nó bảo đi đi bắt ốc bắt hến để về ra chợ bán lấy tiền mua sữa cho con mẹ con phá hết vì mẹ không chịu suối. Con ơi chơi ngoan nhá, mẹ làm xong mẹ đi xáo ốc cho con ăn nhá. Tuột ra bà con, đợi mẹ nhá. Ôi, đợi mẹ. Rét tuột à? Sao tuột à con? Tuột rồi, đợi mẹ. Xong.
cho chân vào đây nhá. Tuột rồi, rồi. Được rồi con ạ. Được rồi. Con chơi đi nhá. Mát nhá. Nhiều quá. Củ gì đấy con? Củ gì đấy? Đồ. Cái gì cơ? Cây. Ờ, con còn cho vào chân, cây chân đấy. Trồng rau nhá. Đến đây rồi, hôm qua tắm có mát không? Cho hỏi mày hôm nay mày đến đây để làm gì? Em đến thăm con của em. Hôm qua mày hành tao chưa đủ ạ? Chưa. Hôm nay mày đến đây làm gì? Mày có mua cái gì kìa? Em mua bim đến cho con của em. Tao cấm mày mang vào, mày đi về ngay. Em đi vào với con của em. Mày đi ra ngay. Thì có quyền gì mà cấm em vào thăm con của em rồi. Đi ra để cho em vào đem đi về. Đừng có nói chuyện đi vào cho đây. Con của em. Cấm mày bước chân vào nhà tao là em cứ đi đấy. Thì làm gì em con này? Mày như thế chưa đủ ạ? Lui ra. Hôm qua tao đi bắt ốc. Lui ra để mày, cho em vào. Mày dìm ta xuống suối chưa đủ à? Ai bảo tại chị chứ? Tại tao à? Tự dưng lại đi nhảy xuống làm gì? Ai có đẩy cô ấy? Mày không dọa tao sao tao rơi xuống suối hả? Có tật giật mình ấy, tự dưng bị đi rơi xuống suối. Mày đi về nghe. Không đi đấy. Đi không? Tao bổ rồi phát rồi. Đi ai? Mày còn dám bổ tao? Đưa đây. Mày đi. Tao không dám bổ lại mày. Mày đi. Tao cấm mày vào đây nhé. Lui ra. Đây đây đây. Mày tao về đi. Đừng có mang vào nhà tao. Tao mua về cho con tao chứ có phải mua cho mày đâu. Mày vứt đi hả? Đi đi. Không có con mày ở đây. Lui ra. Tao cứ đi vào đấy, giờ tao nó ở mày luôn đấy. Tao cấm mày vào đây. Tao vào. Tao không tao nuôi vào đây. Con của tao. Mày nuôi ra. Chỗ này mày tưởng chỗ này là chỗ nào, mày thích vào thì vào, mày thích đến thì đến. Nuôi ra. Lần này tao cấm mày vào đây nhá. Tao cứ vào đấy, tao nó ở mày luôn đấy. Xem mày chui qua đây, mày đi mày qua đây. Mày cứ ra tao chút, mày phát mày ra. Hả? Nuôi ra. Đi ra. Mày tin tao đèo mày bây giờ không? Hả? Tao đố mày đấy. Mày đi ra ngay. Mày đi ra ngay. Tao không ra đấy. Mày lui ra để tao đi. Tao sẽ xem mày có cái gì đấy. Thế nào? Có bim bim cái chai nước thôi. Để xem tao xem. Đây để tao xem nào. Đây nước là rượu chứ mày bận. Mày bỏ nước rồi. Mày mua rượu lên đây làm gì? Nước rồi. Đi ngay. Đi ngay. Cầm rượu của mày đi ngay. Có chai nước để mày đổ gần hết rồi. Mày cầm đi ngay. Cấm vào đây nhá. Tao cũng đi đấy. Tao vào thăm con đâu, không có thăm con. Tao quên mày lắm rồi đấy. Đi vào. Đi ra ngoài kia đi. Có cái chai nước thì đổ hết. Đi ra ngoài kia đi. Đi ra ngoài kia đi.
con ơi. Đây mẹ cho bim bim nè con ơi. Mình giỏi thế. Ra đây mẹ bim bim nhé. Con đi ra đây. Con tao không thèm bim bim của mày. Ra đây với mẹ nó nhí nhí. Ra. Bim bim này mẹ mua. Con tao không thèm bim bim của mày đâu. Mày bỏ ra tao mua cho con tao cơ mà. Con tao không ăn bim bim của mày. Đây. Đưa đây. Con ơi. Đúng giận bỏ ra. Để tao ngồi với con. Con đi mẹ. Con ngồi đây mẹ lấy bim cho con ăn nhá. Đưa đây, con tao khóc ở đây này. Tránh mày ra ngoài kia. Sợ bây giờ mày ngồi im. Không có. Ngồi im để tao bóc bim bim cho con tao ăn. Tránh ra con tao đã. Mày lui ra. Không có bim bim bim. Lui đi ra ngoài kia. À, mẹ bóc bim bim cho con ăn nhá. Đưa đây, con tao ra. Không ăn. Tao đưa cho con tao mà có phải đưa cho mày đâu. Con tao không ăn, mày lấy mà ăn đi. Mẹ lấy bim bim cho con ăn nhá. Hiểu mẹ. Con ơi. Con tao không ăn. Bim bim đây này, mẹ mua cho con. Ơi. Đây này, mẹ mua bim bim cho con. Mày đừng có đi rủ bố con tao đi. Mày lui ra. Đấy, mày làm nó sợ nó khóc rồi đấy. Không có bim bim. Mẹ cho con nha. Thôi, mẹ yêu để cho nó bảo mày im không ạ? Mang bim bim mày đi về đi. Cấm mồm vào đây đây nhá. Đi về này. Tao đi vào với con đây. Đi ra ngoài kia. Mang bim bim của mày đi. Ôi, sao mày lại vứt bim bim của con tao đi? Hả? Mẹ đi đi. Mẹ tống cổ nó đi luôn. Con đi ngay. Đi ngay mà. Đi, đi ngay. Cấm mồm vào. Thôi đằng nào tao cũng mua bim ở đây rồi, mày để cho con tao ăn đi. Nếu mày muốn đấy, mày đi ra trồng rau cho tao. Tao cho nhá. Còn không thì mày biến tao đi luôn. Mày đi trồng rau cho tao. Để bim cho con tao, lá thằng tao đi ra trồng rau cho mày là được cái gì. Mày đến đây mày phá khách mày làm hỏng. Đến nhà tao mày quấy nhiêu mày xem tao có làm ăn được cái gì không. Vườn rau của tao đang trồng thì mày phá hết. Tại giờ mày đi chứ. Ngay. Đi trồng rau ngay. Rồi tao mày đi muốn chơi với con đây, của lấy, mày thì mày ra trồng rau ăn. Đi ngay. Đi ra, tao đi rồi trong này. Còn đây chơi nhá. Hả? Ừ, đưa cho mẹ nắp vào. Mẹ xem ra xem nó đã trồng rau. Mày bảo tao trồng rau có cái rau gì đâu mà trồng. Đứng yên đấy, để tao lấy cho. Con ăn đi nhá, con không sợ đâu. Đây, mày đi ra gieo hạt đỗ cho tao nhanh lên. Đi nhanh lên, tao phải ra tao chỉ đạo mày. Cứ ở đấy nhá. Mày cứ ở đấy, tao không biết làm. Để tao chỉ đạo mày xem mày làm ăn kiểu gì. Mày lại còn phá à? Phá gì? Tí mình nó đồng rau xong mày phải đan lại đấy nhá. Đây, vừa nãy tao đánh luống rồi. Bây giờ nhá, cái đống phân ở dưới kia. Ui, tao đi lấy thẻ cho mày. Mày còn bắt tao hót cả phân cho vào à? Tao còn chưa bắt mày mang tay bốc mà mày rồi đó. Đây, lấy cái xẻng xúc cho vào luống xong rồi mới tra, nhớ chưa? Tao biết rồi. Ta để ta xem mày làm kiểu gì. Mày lui ra tao hất vào mày bây giờ. Mày có định đến mày có định đến thăm con mày không? Tao ở đây luôn thôi. Phải đến. Mày nhìn xem nó nhiều này, mày cho nhiều như thế thì làm sao mà. Mày nói nhiều quá đi con này. Cho mà mày làm hay mày mày phá tao mày đang làm tại mày. Mày nói nhiều quá đi chứ. Mày làm ngay, mày im tao. Hất vào mồm mày bây giờ nhá. Mẹ mày, tao điên lắm rồi nhá. Mày có để yên tao làm không? Hả? Mày có để yên tao làm không? Mày nhìn xem. Mày nhìn tao mày đến thăm con hay là mày đến phá quấy nhiễu nhà tao đấy? Lui ra tao lại hất vào mồm mày bây giờ. Mày, tao hết nói nổi mày nữa rồi. Tao chán lắm rồi. Tao để tao yên tao ngồi đây xem mày. Ở với cùng mày còn vui ấy. Chán mày gì? Mày từ khi mày đến mày quấy nhiễu nhà tao xem tao có làm ăn được cái gì không? Tao sửa nhà tao làm vườn rau cho mày. Hả? Mày trồng rau như thế này à? Rau chết hết rồi đây này. Như thế mà gọi là trồng rau à? Trời nắng mày không tưới hết chứ. Giờ mẹ con ta rau còn chả có mà ăn. Mình nhìn xem cái nhà này. Tao vừa mới sửa đấy. Tao bảo mày nói ít thôi cơ mà. Tao điền lắm rồi cứ con này nhá. Tao điền lắm rồi nhá. Mày nhá. Mày bắt tao làm hết cái việc này. Con này nhá. Bỏ tao ra. Mày đây. Mày có làm không? Đâu hả? Bỏ tao ra để tao làm. Để xem tao có mày có làm không. Cho mày một phát nữa. Mày lại còn thích à? Mày làm nhanh lên nhá. Tao lại tống cổ mày đi về bây giờ. Mày bây giờ mày đuổi tao, tao cũng không đi nữa. Tao cứ ở đây với mày. Cho ít thôi, cho nhiều thế. Mày nói nhiều quá đi ấy. Chỗ thì ít, chỗ thì nhiều. Thế là tí làm sao nó đủ được.
nhìn thấy mày chồng không vừa mắt một tí nào. Đây, không vừa mắt mày đi làm đi. Mày đưa mày đi làm đi. Mày đi bốc tay cho tao. Nhanh. Mày có bắt tao bốc tay nữa. Mày có bốc tay được không? Mày bốc tay được hết. Phân nó khô rồi. Bốc tay đi. Mày nhìn mày tao này. Mày nhìn tao làm đây. Bốc đi. Người ta phải giải giải đây. Như thế này trong tí nữa mình tra hạt nó. Làm như mày thì tốn phân à? Hả? Nhanh lên, bốc tay. Làm đi xì giống rồi. Tao. Mày lui ra. Giải đều nó ra. Mày đưa xẻng đi. Mày làm đi. Mày đưa xẻng đi. Bây giờ mình bốc thử tay đây. Cứ đây nhanh lên. Mày đưa đây để tao làm. Thế mày làm đấy, mày bốc tay đi. Hả? Mày bốc tay thử xem đi. Mày là mày phải bốc tay. Mày bắt tao bốc tay. Bốc đi. Tao cho mày phát xẻng. Mày bốc đi xong là tao nấp tao tra. Mày đã cho hạt đâu mày tra cái gì? Tao phải lấp phân đi chứ. Không nó sót à? Làm nhanh cái tay lên nhá. Con mày tao điên mày lắm rồi đấy. Tao mà không ở nhờ nhà mày á, còn lâu tao mới làm như này nhá. Mày á, tao cho mày ở đây là mày đã tốt lắm rồi đấy nhá. Mày thấy tao ở đây mày đi được việc chưa? Hả? Chả biết mày được hay không, mày toàn phá của nhà tao đi. Tao phá đâu. Bốc nhanh cái tay lên. Tao mà nhìn thấy mày nhốn nháo một tí nữa mày chứ. Xong không thì tao tra xong mày đi. Mày làm hay mày phá đấy hả? Tao đang làm đi đấy. Tao không muốn nói mày với mày nữa rồi. Nhanh cái tay lên xong rồi đi đằng sau lấp đi. Mày lấp nhanh cái tay lên nhá. Cái con này nó khôn thật. Bốc đất bẩn thế này nó không ấy, nó đi thả hạt. Mày đưa tao thả hạt đi. Mày khôn mày đấy. Làm nhanh lên. Hả? Tao hỏi mày nhà tao hay nhà mày? Nhà mày nhưng mà mày khôn á. Làm nhanh tay tay lên. Mày đưa hạt đây tao thả đi. Mày đi lấp đi. Đưa. Mày không biết làm mày kìa. Đi lên đằng kia. Chỗ này tao đang tra rổ. Đi lên đầu trên kia. Mày thấy tao đang tra rổ đây. Làm nhanh cái tay lên. Mày đi lấp đi. Tao khắc lấp. Mày cứ để đấy tao khắc lấp. Hết hạt rồi còn đâu nữa. Mày mà bổ tao á, mày lại nuôi tao luôn ý. Tao cứ nằm ăn vạ mày còn nuôi mày còn khổ. Tao khổ mày ra đường luôn. Tao bây giờ tao ở đây luôn với mày. Làm nhanh lên, nói ít thôi. Tao đang làm đi thôi. Mày định làm gì đấy? Làm gì đâu, tao đang vung tay làm gì. Lui ra. Con này tao bực mày lắm rồi đấy. Tao mày biến ngay khỏi luống rau nhà tao ngay. Đi ra ngay. Để tao đi ra ngay. Đấy mày đi, mày giỏi mày đông đi. Biến tao ông rồi. Đúng rau nhà tao ngay. Tao đi vào. Hả? Tao để tao mà đi. Đáng thèm làm miếng nhá. Cô mẹ xin miếng nhá. Mẹ thèm quá. À, có cái rổ ốc hôm qua đây rồi. Này phải xào với rượu mới được. Chị ơi, em xào ốc này ăn nhá. Ốc này mà nhấm rượu thì ngon lắm ấy. Mày bỏ ngay cái rổ ốc đúng cho tao. Để em làm cho em làm ngon lắm ấy. Ốc mày bỏ ngay ốc để tao nấu cho con tao ăn. Mày bỏ ngay xuống cho tao. Để em làm cho. Em làm ngon mày lắm. Mày bỏ ngay xuống đây. Đưa đây. Đưa để đây. Em làm tao cũng cho. Đưa đây. Thế để em đun bếp cho. Mày nhóm bếp đi. Còn lâu tao mới cho mày xào để tao nấu cho con tao ăn đấy. Tao đi rửa tay nấu cho con tao ăn. Tao cấm mày động vào đây nhá. Em làm hộ chị đi. Mày nhóm bếp thì nhóm rồi nhá. Tao cấm mày động vào cái rổ ốc của tao nhá. Ở đây mẹ lấy cho con. Mày nhóm bếp mày phải đi lấy củi chứ. Ra đây củi đi thôi. Mày định làm mau à? Mày quá mắt tao rồi à ơi. Đi ra lấy củi thêm mày à. Mày đi lấy vào đây đi. Tao đang nhóm mày đấy. Tao đi, để tao đi rửa tay. Tao vào xào ốc cho con tao.
Đây, để tao xào ốc. Bây giờ mày đi lấy củi xong mày rửa tay đi nhá. Tao đi xào ốc. Bây giờ mình phải nghe nó một tí, nó không cho ăn ấy. Mày lấy củi sao lâu thế hả con kia? Tao đang lấy đây. Nhanh nhanh cái chân lên. Tao đang lấy đây. Củi lấy mà là củi. Lấy mấy cái củi rồi mà cũng lâu. Ê chị ơi. Chị ủa sao mày lấy củi tươi? Mà ngay ra ngoài kia. Mày xem cái đống củi của mày, tao mà chẳng bắt này được mấy cây mà khô đây này. Bề đi nhanh nhanh này. Tao hết chịu nổi mày. Cho vào mang ngay đi ngay. Mất công đi lấy cho vào bếp vào đun. Mang ngay cái củi tươi đi. Củi này làm sao mà nó cháy được hả? Tao điên mày lắm rồi đấy. Mày bắt tao đi lấy củi bây giờ mày lại bắt tao đem bề đi. Bề ngay đi ngay cho tao không khiến mày. Bề ngay đi. Mất mày. Lấy mày cái củi không sao. Nhanh cái tay lên nhá. Mày nói ít rồi tao vào tao vả cho mày phát bây giờ. Cho mày ở nhờ đây rồi mày còn phá hoại. Mày còn không biết mày điều. Mày làm không? Lui ra tao làm cho. Tao không khiến mày làm. Tao không biết nấu. Thế thì để tao ngồi tao trông con cho mày. Mày làm. Mày dọn ngay cái đồ này cất đi cho tao. Nói nhiều không biết mệt. Mày muốn mệt không? Cho tao làm cho nào. Tao không cần mày làm, đi ra ngoài kia chơi đi. Thế để tao ngồi tao trông con nha. Cho mẹ xin cái nó kèm quá. Thế mày trông con hay mày ăn hết phần của con đây? Hả? Thì nó đổ ra đây tao nhìn thấy thì nó không ăn hết thì tao ăn hộ. Không chưa? Hả? Con đi ra ngoài làm sao? Mày ngồi mày trông con tao hay mày ăn hết phần con nào? Mày đi xào ốc mày. Làm mày để ra ngồi trông con. Hết của con rồi con nhá. Đưa mẹ cầm cho con ạ. À, con ăn đi. Đưa mẹ bón nhá. Đấy, mày lại chuẩn bị cho vào mồm ăn đấy. Tao đang bón cho con tao sao? Tao phải bón. Con mắt nó nào mắt cầm nhìn nó ăn thấy? Đi thôi, đây thôi. Con mắt đây, nào đây của mày nhìn thấy tao đang ăn? Mắt đây đấy. Tao đang bón cho con nhá. Nó có ăn đâu. Mày cầm mang sao về. Sao mày vứt mì của con tao đi, tao mua cho con tao. Mày mau về đi mẹ, con tao không cần. Tao mua cho con, tao mua cho mày đâu. Mày để mày đang về, mày mang cuốn xéo đi về đi. Tao không cần. Tao bảo để đấy cho con tao ăn cơ mà. Để đây. Mày đi xem ốc chín chưa? Chín chưa? Ốc chín rồi. Xong rồi xúc ra đĩa để tao đi lấy gai. Về sâu. Lấy gai cho cả tao nữa đấy. Mày nghỉ đi. Mày đừng có ăn. Mày đi ba la nhá. Đi lấy gai xeo ốc nhá. Nhanh lên nào. Cho đĩa đây. Ốc chín rồi đấy. Ủa, thơm quá. Bắt chín rồi, bắt xuống mới được. Con ngồi đấy đợi mẹ nhé. Con không ăn được ốc đâu nhỉ. Nhanh để không tí nó về mất. Làm hớp rượu ngon quá. Ngon quá.
Ngon quá. Ngon quá đi. Nốt cái rượu con này nệm đấy mà nó không đổ chai rượu mình, nó phải chai đầy uống no say không. Tao bảo mày đổ ra đĩa mày chưa bây đổ. Bây giờ tao mới đổ ra đĩa mãi, bây giờ mới chín thế này. Tao bảo mày xúc ra đĩa cho nó nguội cơ mà mày ngồi đấy để làm gì? Tao vừa nhanh bắt... lên xuống. Nhanh cái tay lên. Mày chẳng được cái tích sự gì hết, chỉ được ăn hại nhà tao thôi. Mày nói nhiều quá. Nhanh lên. Mày đi mà làm đi. Tao đi ngủ. Mày người nó vừa thôi nhá. Tao đi tích sự gì hết. Mày đã không làm được để tao phụ ra. Ăn hại, không được cái tích sự gì. Nhờ nó xào mấy con ốc và xúc ra cái đĩa để nguội để con ăn, nó cũng không làm được. Ăn hại, phải được cái tích sự gì hết. Nhờ ăn trực làm chờ ở nhà tao. Người còn... Người không chịu làm. Thấy ruột, toàn thấy vỏ thế này. Ơ, sao ốc chẳng thấy ruột đâu, chỉ thấy vỏ thế này. Chỉ có cái con kia mày dậy ngay. Mày sao ốc gì thế này? Ốc gì mà toàn thấy vỏ mà chẳng thấy ruột đâu thế này. Con kia, mày. Cái đĩa ốc của ta mày ăn hết rồi, cái con kia. Con ăn hại kia, mày chạm bực lắm rồi đấy. Mày dậy ngay. Mày dậy ngay đấy. Dậy ngay con kia. Tao bảo mày giang ốc mày ăn hết của tao rồi, giờ con tao ăn cái gì? Dậy. Dậy ngay đấy. Dậy ngay. Điền con này lắm rồi. Tao bực mình với con này lắm rồi. Mày dậy ngay đi. Dậy. Mày tao ngủ. Tao xem nào. Ôi trời ơi, người mày toàn rượu. Cái tao điền lắm mày, lắm mày. Không biết mày lấy rượu đâu ra mày lại uống say thế này. Dậy ngay đấy. Dậy ngay. Con này dậy ngay. Em tao ngủ. Tao vả cho mày phát rồi, chẳng nhẽ tao. Dậy ngay. Dậy ngay cho tao, mày dậy ngay. Bỏ tao ra. Ốc lắm ngon lắm. Ngon lắm à? Ốc ngon lắm phải không? Mày dậy ngay đây. Mày ăn đi. Mày ăn ốc đi. Mày ăn ốc đi. Ăn đi, đây mày ăn đi, mày ăn đi, mày ăn đi. Đây ốc này, ốc ngon lắm này, mày ăn hộ tao đi. Mày ăn hết luôn đi mày, này. Mày ăn đi. Say rượu mày. Mày ăn đi tao. Mày đây. 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 Mày ăn đi. Tao bón cho mày ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn hết cho tao. Mày ăn ngay. Ăn. Mày phải dậy ăn đi. Ăn nốt đĩa ốc lại nhanh lên. Nhanh lên. Dậy ăn ngay. Mày bỏ ăn đi. Tao. Ốc ngon này, ốc cho này. Ít rượu này, ơi. Ốc ngon này ăn đi. Cho tao em chai rượu ơi. Đây.